Chạy rồi đó. Chạy rồi quá. Ra được các ông ơi. Ra được rồi, ra được rồi. Ra được không? Thấy mặt trời mà thôi dân binh mà hạ cái bút gì sợ lo đến vậy. Thấy mặt trời mà soi đèn pin mà hạ cái bút dễ sợ lo đẹp chứ thảo giấy thảo dơ đó nè, đầy nước đầy đô nè. Xin chào anh chị và các bạn, rất vui được chào đón chị và các bạn trở lại với kênh chia sẻ và trải nghiệm của Hoàng Dũng. Và ngày hôm nay Hoàng Dũng cùng một số anh chị chúng ta sẽ cùng làm một chuyện trải nghiệm rất là thú vị, đó là lên rừng để chúng ta hái nấm tràm. Và hành trình được bắt đầu đi từ lúc 4 giờ sáng. Và ngay bây giờ xin mời tất cả quý anh chị cùng tất cả các bạn chúng ta sẽ cùng theo chân Hoàng Dũng để chúng ta cùng trải nghiệm nhé. Xin mời. Anh chị và các bạn thân mến, có lẽ nấm tràm vẫn là một nguyên liệu khá là tai và ít được dùng trong các bữa cơm hàng ngày. Thế nhưng đây lại là một loài nấm có giá trị dinh dưỡng cao và đặc biệt chế biến thành nhiều món ăn ngon và độc đáo. Và ngay bây giờ xin mời chúng ta tiếp tục theo chân của Hoàng Dũng để chúng ta sẽ đi tìm những cây nấm nhé. Đây, em thấy được cây nấm đầu tiên rồi. Này ừ, đẹp đi. Dạ đó đó. Nó nở rồi là. Nở rồi đó. Nó ôi cho được mày tái. Anh dùng mày tái thôi. Cái này mày tái vậy đó. Theo như Hoàng Dũng được biết thì nấm tràm rất là tốt cho sức khỏe vì nó chữa được bệnh mệt mỏi, cảm cúm, nhức đầu và có tác dụng làm bổ nội tạng nhờ cái chất dâu tràm ở trong cái nấm. Và cái vị đắng còn có tác dụng thanh nhiệt, giải độc. Do vậy nấm tràm còn có tác dụng giả rượu. Ngoài ra trong nấm còn có chất giúp kháng viêm, chống khối u và tế bào ung thư. Ui chào, rất là nhiều nấm. Đây, chào, cái nấm đẹp chưa? Xung quanh mọc rất là nhiều. Được từng này rồi các bạn ơi. Đây các bạn thấy rất là nhiều những cây nấm. Đấy, rất là đẹp. Xung quanh nấm mọc rất là nhiều. Đây đây, đợi anh tí. Nhiều lắm.
rất là nhiều nấm. Hello. Đến chí đó. Ừ, dĩ sợ mà sơn điến được. Đấy, tao làm nợ không à? Làm đúng nó làm bạc này. Anh chị và các bạn thân mến, thì nấm tràm chỉ mọc sau những cơn mưa đầu mùa trong những rừng tràm. Nấm mọc nhanh nhưng cũng chóng tàn. Hàng năm có hai đợt hái nấm vào tháng 4, tháng 8 hoặc tháng 9 âm lịch. Mỗi đợt nấm ra chỉ có trong vòng một tuần lễ thì nấm sẽ lụi tàn. Xuống đấy nè, thế nữa cả mô. Này, xuống chị dẫn đi. Hiền là một vạc nằm con đầy luôn. Này, này em thấy này, này này. Nhìn đi, nhìn kỹ đi, này, bên nó thi. Ở đó. Này, này, này. Đây luôn. Nhà có bạc thế mà thả ngà nữa. Này, ngà nó. Lấy, em nhìn. Này, đấy này, đấy này, em này. Anh đây rồi anh. Chạy đi bà con. Chạy rồi quay được rồi. Rất là mừng. Ra được các ông mừng. Ra được rồi, ra được rồi. Ra được rồi. Và đây là đoạn đường mà chúng ta đi vào rừng. Rất là dễ sợ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.